Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải Như vậy là sau thời gian bảo trì thì Baby Browser thì ngày hôm nay á, Baby Browser đã hoạt động bình thường mỗi chức năng trở lại nha các bạn Rồi như các bạn đã biết thì ngồi bên nước quốc ra còn có rất nhiều các đồng cô khác cũng rất là tiềm năng mà chúng ta không nên bỏ lỡ đặc biệt là trong thời gian vừa qua có đồng Renet của sàn remitano và mới đây nhất đó là đồng co của hệ sinh thái đau cho nên ngồi bay ra những lúc nào mà rảnh chúng ta nên khai thác và cũng tìm hiểu về những dự án các đồng co khác nha các bạn chứ chúng ta cũng không nên đặt hết kỳ vọng vào bi bởi vì bi một khi mà không theo ý muốn của chúng ta thì các bạn rất là thất vọng luôn và mình trong video này sẽ giới thiệu cho các bạn một số đồng coi tiềm năng mà các bạn nên khai thác những lúc rảnh rỗi ngồi nước network nha các bạn rồi thứ nhất đầu tiên đó là đồng Omega Network Omega Network là một dự án được xem là giống bi network đến 99 tổng công của nó chỉ có 970 triệu Omega tổng công rất là ít so với 100 tỷ bi của bi network và nó đã có sách chắn và lộ trình rất là cụ thể cụ thể là vào quý tư năm 2023 thì nó sẽ cho KIC còn vào quý 1 năm 2024 thì nó sẽ chính thức khởi chạy mainnet và thứ hai đó là đồng B Network tức là B con đó các bạn cộng đồng của B Network thì hiện tại đã đạt hơn 24 triệu người tiêm phong đây là cộng đồng lớn thứ ba chỉ sau B Network và Cardano nên nó là cực kỳ tiềm năng với cộng đồng to lớn như vậy thì cái việc mà thành công của B Network chỉ là vấn đề thời gian và thứ ba đó là Dogecoin. Dogecoin hiện tại đã có hơn 120.000 tài khoản thợ mỏ đang hoạt động rất là tích cực. Và khi nào mà đủ 2,5 triệu người tiên phong thì nó sẽ cho khởi chạy mainnet. Và thứ tư đó là cái đồng BNDX của Bondex. Đây là một dự án do sàn Binance hỗ trợ và họ hoạt động rất là tích cực trên Twitter. Đội ngũ phát triển của họ thường xuyên tổ chức các buổi livestream hỏi đáp trên Twitter. Và thứ năm đó là đồng Chetmoon. Hiện tại thì chất muôn vẫn cho chúng ta khai thác với tốc độ cao và khi nào đủ 5 triệu người tiên phong thì nó sẽ giảm tốc độ khai thác. Và thứ sáu đó là Sidra Bank. Đây là ngân hàng Hồi giáo kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới mà các bạn biết rồi đấy, các nước Hồi giáo Tây Á thì tiềm lực tài chính của họ là cực kỳ mạnh luôn để đầu tư vào cái dự án này. Cho nên đây là một dự án mà các bạn không nên bỏ lỡ nha. Và thứ bảy đó là Sita Network. Mạng Sita đã có hơn 5,7 triệu người tiên phong ở thời điểm hiện tại và tốc độ đào ở hiện tại là 0.4 trên 1 giờ và nó đang được hợp tác với rất nhiều các dự án khác. Và thứ 8 đó là nhận Android miễn phí trên app Satoshi Minin. Đây là cái app mà lúc trước chúng ta đào đồng co đó các bạn. Nhưng hiện tại thì co đã được lên sàn và app này tiếp tục cho chúng ta nhận những Android miễn phí khác và trong tương lai sẽ có nhiều cái đồng mà Android khác được nhận trên đây nha các bạn. Và thứ 9 đó là Metro Network. Hiện tại thì nó đã có liên kết với ví MetaMask rồi và dấu hiệu lên sàn của nó đến rất là gần nha các bạn. Và thứ 10 đó là khai thác Neko Protocol. Đây là một dự án đến từ Nhật Bản cho phép chúng ta khai thác cái đồng NEB. Khi mà tham gia thì chúng ta sẽ được một cái máy đầu miễn phí và nếu mà các bạn muốn tốc độ nhanh hơn thì các bạn có thể là đầu tư thêm USDT. Và các bạn có thể trả lời thêm câu hỏi để mà nhận cái đồng NEB. Rồi ví dụ như là các bạn khai thác nhiều dự án như thế này á mà các bạn chống được một hai dự án ngon thì cũng rất tốt nha các bạn chúng ta phải tạo ra nhiều cơ hội hơn cho chúng ta ngồi ra thì còn rất nhiều cái đồng cô khác đang cho chúng ta khai thác miễn phí và mình sẽ để um, tất cả các đồng cô này bên dưới phần bình luận của video các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà đăng ký tài khoản để mà khai thác những đồng cô miễn phí này nha các bạn rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và wow, quả wow, chuông bên cạnh để cập nhật những video tiếp theo trên kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn